Tiếp theo tôi nói về cái thiết kế của một cái nhẫn này. Nhẫn đá hồng lựu cho nữ. Đây là thiết kế của nó. Ở đây chúng tôi có xử lý là mỗi hàng bên là 5 5 hàng đá tấm. Đấy, và cái chấu đá như thế này. Dựng 3D hết, thế là tất cả anh em hình dung là sản phẩm rất là tinh xảo nhé. D 6,5. Đó. Để hoàn thiện thì chút nữa tôi sẽ quay kỹ cái video về sản phẩm này để anh em hình dung qua là nó giống hệt nhau. Vì dựng 3D trên máy tính mà, nó giống hệt nhau đấy. Ở cái này một chút xíu tôi sẽ giới thiệu nhé. Rồi, ok, sản phẩm thứ hai. Xin chào. Tôi quay chi tiết lại cái nhẫn ngọc hồng lựu ra ngoài cho anh em nhìn. Cái chi tiết trên máy tính anh em vừa xem rồi, bây giờ là sản phẩm thật. Thì cái đây là vàng 18K, khối lượng là hơn 5 hơn nửa chỉ. Dự kiến cái sản phẩm này nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 3 triệu một chút xíu. Nhưng mà viên đá cực kỳ đẹp như này. Cho nữ. Đây, mã hàng đây. Tay game 18K750. Tôi đeo thử nhá. Đây, tôi đeo hơi to. Đó. Rất sang chảnh. Hàng thiên nhiên hoàn toàn nhá. Tất cả đá quý bên Tahi Phạm đều là hàng thiên nhiên. Nếu như không có nói gì khác, còn nếu tôi nói khác nghĩa là hàng nhân tạo, nhưng tôi nếu nhân tạo tôi sẽ nói trước vì do anh em đặt hàng thôi. Nhưng còn đa phần thiên nhiên, tôi không ưu tiên nhân tạo lắm. Đây là ruby đỏ. Lúc này có sự ấm nhiệt nhưng mà cũng rất đẹp, bóng tuyệt đối. Ok. Chi tiết sản phẩm khi đã zoom lên 10x, anh em nhìn này, viên đá, chi tiết viên đá và cái nhẫn nhé. Tay hơi xấu thông cảm nhé, ngoài Hà Nội bây giờ đang thời tiết rất là khắc nghiệt. Đó. Mã hàng đây. Tahigem 18K750.